Rất nhiều người khi xem Anh Hùng Xạ Điêu truyện đều không hiểu tại sao Hoàng Dung lại yêu Quách Tĩnh. Mọi người đều thấy hai người không xứng đôi, một người thành danh, một kẻ vô danh tiểu tốt, một người thông minh sắc sảo, một kẻ lại ngốc nghếch khờ khạo. Kể cả võ công Hoàng Dung cũng trên Quách Tĩnh một bậc. Bạch Phú Mỹ tại sao lại đi yêu một kẻ ngốc chứ? Tôi sẽ giải thích cho bạn ngay. Lần đầu gặp mặt, Hoàng Dung cải trang thành một tên ăn mày, đi trộm túi tiền của người khác nên bị đuổi đánh. Từ đó tình cờ gặp gỡ Quách Tĩnh, anh ta không những không trách mắng cô, còn tự lấy tiền túi để thanh toán cho Hoàng Dung. Cô cứ nhìn vào người anh ta, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm của một người lạ. Tên ngốc Quách Tĩnh sau đó lại tự kiếm thêm phiền phức cho bản thân. Hai vị cô nương mặc váy trắng bước vào quán rượu, trên tay còn cầm hai thanh đao lớn, khí chất cả hai đều hơn hẳn người thường. Vừa bước vào đã cướp lấy một bình rượu, tiểu nhị không dám hé miệng nửa lời. Ngay lúc này tên ngốc kia bắt đầu ra mặt vì người khác. Bình rượu này là của vị lão bá kia gọi đấy. Cô gái vừa nghe liền qua chỗ của Quách Tĩnh, giả vờ mời rượu thực chất là để quyến rũ, giả vờ quyến rũ thực ra là để ám sát. Kết quả là Quách Tĩnh không màng đến gái đẹp trước mặt, liền dùng một cú đánh đè cô gái lên bàn. Quan khách đúng là mạnh mẽ và quyết liệt. Lời chưa dứt cô gái liền ra tay giết người, một cây kim có độc bị đâm vào cổ họng, may mà có một đồng tiền bay qua làm gãy cây kim. Cô gái thấy mọi chuyện không như kế hoạch hoảng loạn chạy đi. Quách Tĩnh phát hiện người ra tay cứu giúp chính là tên ăn mày. Để đáp lại ơn cứu mạng, anh ta liền mời Hoàng Dung ăn một bữa no nê. Hoàng Dung cũng chẳng để ý gì liền gọi một bàn đầy sơn hào hải vị. Cô còn nói dối bản thân do thoát hôn mới chạy trốn, tiền ở trên người đều đã bị trộm, có muốn về nhà cũng không được. Mấy lời nói dối này lại làm tên ngốc kia tin sái cổ. Anh ta lấy hết toàn bộ số tiền mình có đưa cho cô, cả ngựa quý thậm chí đến cả áo choàng cũng đều tự nguyện tặng cho Hoàng Dung. Anh ta làm cho Hoàng Dung cảm thấy có lỗi vì đã nói dối. Quách Tĩnh là người đầu tiên cô thấy sống trong giang hồ mà không bị vấy bẩn, vô cùng lương thiện và đơn thuần. Sau đó hai người phát hiện trong thị trấn có kẻ bắt cóc trẻ em. Hoàng Dung nhận ra đấy là cô gái mặc váy trắng lúc nãy, chính là hung thủ đến từ Bạch Đà Sơn Trang, chủ nhân của nó là vua của các loại độc dược Tây Độc Âu Dương Phong. Hai người quyết định lên núi cứu đứa trẻ, nhưng bây giờ xuất phát luôn không được. Họ đã hẹn nhau đợi tối nay sau khi cải trang sẽ cùng trà trộn vào. Đêm đến, Quách Tĩnh đã trà trộn vào Sơn Trang, phát hiện ra Hoàng Dung đã thay đổi thành một đại mỹ nữ. Lúc này anh ta mới biết mình đã bị Hoàng Dung lừa. Hai người háo hức cứu người nên nhanh chóng lẻn vào sau núi. Vừa cứu xong đứa trẻ, trong hang động bỗng xuất hiện một con rắn lớn. Để bảo vệ Hoàng Dung và đứa trẻ, Quách Tĩnh đã đánh lạc hướng, nó chạy vào một hang động nhỏ hẹp. Nhưng tốc độ của con rắn rất nhanh, nó nhanh chóng bắt kịp lấy anh ta, cận kề cái chết. Lúc tên ngốc này sắp vào trong miệng rắn, Hoàng Dung một lần nữa ra tay làm bị thương con rắn. Cô nhìn thấy điểm yếu của con rắn này là ở mắt, liền thu hút sự chú ý của nó để cho Quách Tĩnh leo lên vách núi, nhân cơ hội nhảy xuống tận công vào mắt của con rắn khổng lồ. Nhờ đó đã thuận lợi giết được nó. Ngay lúc này, một nhóm người kỳ lạ cũng xâm nhập vào Bạch Đà Sơn Trang. Họ là những sư phụ của Quách Tĩnh, Giang Nam Thất Quái. Những người này cũng vì đứa trẻ kia mà tới đây. Ở phòng khách liền có gió giật mạnh, một sức mạnh lớn mở cánh cửa ra. Tây Độc Âu Dương Phong xuất hiện, hắn không xem Thất Quái ra gì, hơn nữa còn xuống lầu lật tẩy thân phận của Hoàng Dung. Hoàng Dung vừa nghe liền để đứa trẻ lại nhanh chóng rời đi. Cô ấy rời đi không phải vì Âu Dương Phong mà là vì Giang Nam Thất Quái. Thì ra năm đó năm trưởng lão của Thất Quái đã chết trong tay đệ tử của Hoàng Dược Sư. Bát Quái vẫn nhớ chuyện này, họ nhanh chóng chặn Hoàng Dung lại để báo thù cho năm vị trưởng lão. Ngay lúc quan trọng nhất, Quách Tĩnh liền xông ra cầu xin các sư phụ tha cho Hoàng Dung. Vì tình yêu, anh ta sẵn sàng dùng cả mạng sống của mình để đổi lại. Đã đến mức này, những người của Giang Nam Bát Quái cũng đành dừng tay tha cho Hoàng Dung một mạng. Nhìn tên ngốc trước mặt lần này đến lần khác đều vì mình mà bất chấp tính mạng, Hoàng Dung vô cùng cảm động. Cô từ nhỏ đã sống ở đảo Hoa Đào không có mẹ bên cạnh, người thân của cô đều là những người đàn ông, một người là phụ thân Đông Tà, tính tình cổ quái luôn tự làm theo ý của mình. Ngoài ra còn có một đám đầy tớ bị câm, chúng đều là những kẻ lừa gạt và ác độc. Cô luôn cho rằng đàn ông chỉ là một lũ khốn không có trách nhiệm. Từ khi gặp được Quách Tĩnh, liền cảm thấy thì ra trên đời vẫn còn một người đàn ông như vậy, ôn nhu, ngay thẳng, mang lại cảm giác an toàn, đều là những phẩm chất tốt của anh ấy. Hoàng Dung đã cảm nhận được sự quan tâm không kể giàu nghèo, không kể đẹp xấu, thậm chí cũng không kể đến thân phận. Theo cách nói của Hoàng Dung chính là, ta mặc trang phục như này ai cũng sẽ đối tốt với ta, điều này chẳng có gì lạ. Nhưng lúc ta hóa trang thành ăn mày, huynh vẫn đối tốt với ta, đấy mới là lòng tốt thực sự. Ngay giây phút này, Hoàng Dung đã quyết định cả đời của mình sẽ trải qua cùng tên ngốc trước mặt này. Cô cúi đầu e thẹn gọi Quách Tĩnh là huynh, còn ngại ngùng nói, sau này huynh hãy gọi ta là Dung Nhi, đi. Giao ước tốt nhất trong Anh Hùng Xạ Điêu truyện là gì? Chỉ dùng một con gà nướng đã đổi được võ công tuyệt thế. Đêm hôm đó, Hoàng Dung nướng cho Quách Tĩnh một con gà. Quách Tĩnh vừa nhận lấy liền có một bóng đen vụt qua, con gà trong tay bỗng biến mất, nhìn xung quanh nó đã nằm trong tay một người ăn mày. Ông ta đang gặm miếng gà, Hoàng Dung sớm đã nhìn ra thân thủ của người ăn mày này không bình thường. Cô còn phát hiện một sợi dây màu xanh rất đặc biệt của ông lão.
chính là vũ khí của Hồng Thất Công Bát Cái. Hoàng Dung vốn có con mắt tinh đời, lập tức nhờ Hồng Thất Công dạy cho Quách Tĩnh công phu. Nếu ông dạy cho anh ta chiêu pháp Hàng Long Thập Bát Trưởng, cô sẽ làm những món ngon nhất cho ông ăn. Hồng Thất Công quả nhiên đã đồng ý, mỗi ngày đều hết sức dạy bảo cho Quách Tĩnh. Hoàng Dung cũng không nuốt lời, mỗi món ăn của cô đều rất ngon. Mỗi món lại mang một hương vị làm cho Hồng Thất Công rất hài lòng. Cứ như thế, Quách Tĩnh từ một kẻ võ công bình thường đã kiên trì khổ luyện, rất nhanh đã học được 15 chiêu thức của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Chỉ một chiêu đã có thể in lòng bàn tay lên một giá ba chân. Ba chiêu thức còn lại Hồng Thất Công không nỡ dạy, hơn nữa cũng không kịp học nữa rồi. Tây Độc Âu Dương Phong chuẩn bị tới Đào Hoa Đào để cầu hôn, hắn ta muốn cưới Hoàng Dung cho cháu, không còn cách nào khác. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh phải nhanh chóng quay về để ngăn cản chuyện này. Hoàng Dung nhắc nhở anh ta, Đào Hoa Đào nhìn thì rất yên bình nhưng lại rất nguy hiểm. Dù bây giờ pháp thuật của huynh đã cao cường, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bị bắt. Lời vừa dứt, một tiếng sáo cổ quái vang đến. Đây chính là khúc Bính Hải Triều Sinh của Hoàng Dược Sư. Quách Tĩnh không thể chịu được liền thổ huyết ngay trên sông. Rất nhanh chóng anh ta đã mắc chiêu. Mặt hồ lúc này bỗng xuất hiện những cánh hoa hồng. Quách Tĩnh nằm mơ thấy anh ta cùng với Hoàng Dung đi đến một hang động băng giá. Trước mặt còn xuất hiện một trưởng lão đầu tóc đều là màu trắng. Ông ta chính là sư phụ thứ hai của Quách Tĩnh, lão Ngoan Đồng. Sau một hồi trò chuyện, lão Nguyên Đồng nhìn ra sự lương thiện chính trực của Quách Tĩnh, sẵn sàng vì nghĩa lớn diệt thân. Anh ta cũng giống hệt người anh trai đã khuất của ông Đồng Dương Vương. Ông ta sau một hồi suy nghĩ liền lấy ra một quyết tâm pháp, đưa cho Quách Tĩnh dặn dò anh ta học thuộc. Sau khi học xong có thể thoát ra khỏi ảo cảnh. Quách Tĩnh muốn nhanh chóng đi tìm Hoàng Dung nên vội vàng đồng ý. Anh ta không biết thuật pháp này làm cho tất cả những võ sĩ đạt được đến mức cao thủ nhất chính là Cửu Âm Chân Kinh. Quách Tĩnh lại gian khổ ở trong động luyện tập tâm pháp. Dần dần công phu ngày càng tiến bộ. Một hôm Châu Bá Thông phát hiện trên đảo xuất hiện vị khách không mời mà đến, đấy chính là Âu Dương Phong. Quách Tĩnh nóng lòng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, bình tâm vận dụng tâm pháp sử dụng Cửu Âm Chân Kinh kết hợp với Hàng Long Thập Bát Trưởng để dồn nội lực lên lồng ngực. Ảo cảnh cuối cùng cũng được phá vỡ, lối ra của động cuối cùng cũng hiện ra. Ngay lúc Âu Dương Phong ép Hoàng Dung gả cho cháu của hắn ta, Quách Tĩnh nhanh chóng tiến tới. Cũng đúng lúc này Hồng Thất Công cũng đã lên đảo hỗ trợ cho đệ tử. Hoàng Dược Sư quyết định cho Quách Tĩnh một cơ hội, muốn anh ta và Âu Dương Khắc tỉ thí công bằng. Nội dung tỉ thí chính là học thuộc lòng. Hoàng Dược Sư lấy ra một bức viết tay để cho hai người cùng lúc học thuộc, người học thuộc nhanh nhất sẽ chiến thắng. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Âu Dương Khắc nhanh chóng đọc lại phần lớn nội dung, hắn cho rằng bản thân đã thắng. Nào ngờ Quách Tĩnh không những hơn hắn ta mà còn thuộc lòng nội dung của thư tay. Đây thực chất chính là Cửu Âm Chân Kinh mà Quách Tĩnh sớm đã đọc thuộc nó. Âu Dương Phong xem tình hình trong lòng có chút lo lắng. Lúc này cháu trai có thể kết hôn với Hoàng Dung hay không không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là hắn muốn trở thành người đầu tiên luyện được võ công tuyệt thế. Sau đó không lâu, bảy vị sư phụ của Quách Tĩnh cũng lên đảo. Âu Dương Phong đã ra tay giết sạch bọn họ đổ tội cho Hoàng Dược Sư. Lúc Quách Tĩnh đến nơi, tất cả sư phụ đều đã bị sát hại. Anh ta liền nghĩ đến mâu thuẫn giữa sư phụ và Hoàng Dược Sư, cho rằng chắc chắn là do Hoàng Dược Sư ra tay. Anh ta liền tìm đến ông, bất chấp yếu điểm của mình liều mạng xông lên. Anh ta không phải là đối thủ của Hoàng Dược Sư, chỉ qua mấy chiêu thức đã bị đánh gãy tay. Giữa cơn mưa lớn, Hoàng Dược Sư dùng tuyệt kỹ đàn chỉ thần thông, biến những hạt mưa thành ám khí như những phi tiêu phóng ra. Mỗi một chiêu đánh đều làm Quách Tĩnh đau như búa bổ, cuối cùng làm cho anh ta bị thương trầm trọng. Ngay chiêu thức cuối cùng, Âu Dương Phong liền xuất hiện, hắn ngăn Hoàng Dược Sư lại, thậm chí còn vận công đánh ngay vào lồng ngực của ông. Chiêu này hắn dùng hết sức lực của mình, làm cho Hoàng Dược Sư trọng thương. Âu Dương Phong thuận lợi đưa Quách Tĩnh đi. Ngay lúc cận kề cái chết, Quách Tĩnh mới biết sư phụ của mình thực chất là do Âu Dương Phong giết chết. Càng nhẫn tâm hơn là Âu Dương Phong đã bắt Hoàng Dung, hắn lấy tính mạng của Hoàng Dung để đổi lấy nội dung của Cửu Âm Chân Kinh. Quách Tĩnh chỉ có thể chịu đựng nói ra từng câu từng chữ. Vừa học xong, Âu Dương Phong muốn diệt cỏ tận gốc, may mà Châu Bá Thông xuất hiện kịp thời cứu mạng cả hai người. Những ngày tháng tiếp theo, Hoàng Dung đều giúp Quách Tĩnh trị thương, giúp cho anh ta bình phục từng chút một. Hồng Thất Công cũng vội vàng đến dạy cho Quách Tĩnh ba chiêu thức cuối cùng của Hàng Long Thập Bát Trưởng. Trong 18 chiêu thức, Cương Long Hữu Hối chính là chiêu pháp lợi hại nhất, cũng là chiêu thức cần ý chí cứng rắn nhất. Những khó khăn vừa trải qua đã làm cho anh ta ngày càng mạnh mẽ. Quách Tĩnh bắt đầu luyện tập từ ngày đến đêm, vết thương còn chưa kịp lành, anh ta chỉ có thể nhịn đau tiếp tục tập luyện. Luyện tập các chiêu thức lại luyện tập tâm pháp, sử dụng sự uyển chuyển của Cửu Âm Chân Kinh cùng với sự mạnh mẽ của Hàng Long Thập Bát Trưởng, cuối cùng cũng đã tu luyện thành công. Lúc Hoa Sơn có tuyết rơi dày đặc, mọi người đi qua một cây cầu treo nhanh chóng lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh vốn nổi danh với Hoa Sơn Luận Kiếm, tại đây sẽ diễn ra. Hôm nay chúng ta sẽ ở đây quyết chiến với Âu Dương Phong. Người đầu tiên xuất chiêu là Hoàng Dược Sư. Ông dùng nội lực tấn công Quách Tĩnh nhưng lại bị bay ngược về phía sau. Sau một thời gian không gặp, ông chỉ có thể thừa nhận người con rể này. Người thứ hai là Âu Dương Phong, hắn cũng đã luyện xong Cửu Âm Chân Kinh, công lực đã tăng lên rất mạnh. Chỉ cần giết chết Quách Tĩnh,
hắn chính là người duy nhất luyện thành công cửu âm chân kinh, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Âu Dương Phong dùng tuyệt chiêu cấp mô công phu, dùng nội lực dồn vào hai chân nhanh chóng khai chiến. Cho dù hắn đánh như thế nào Quách Tĩnh đều dễ dàng tiếp chiêu được, còn dùng nội lực đánh hắn chùn bước, làm sao có thể chứ, đều là luyện cửu âm chân kinh, dựa vào đâu mà bản thân lại thua Quách Tĩnh. Thì ra ngày hôm đó Quách Tĩnh đã nghe theo ám hiệu của Hoàng Dung, đọc chân kinh lung tung cho Âu Dương Phong, thứ ngươi luyện chính là cửu âm chân kinh giả. Âu Dương Phong nghe vậy liền đùng đùng tức giận, tâm trí hoảng loạn, cơ thể của hắn ta dần co cứng lại, hơi thở bỗng ngạt cứng, không ổn rồi, khí huyết trào ngược, hắn ta sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Bốn người vội xông đến muốn ngăn Âu Dương Phong lại nhưng đã quá muộn rồi. Âu Dương Phong đã bị tẩu hỏa nhập ma, công lực mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần, hai chân của hắn nhấc khỏi mặt đất, dùng nội công đánh bay tất cả mọi người. Tiếp theo Âu Dương Phong tấn công Quách Tĩnh, từng chiêu làm cho Quách Tĩnh bị đánh bay lên trời. Chiêu thức cuối cùng hắn dùng hết công lực đánh xuống, Quách Tĩnh dễ dàng bị đánh bại như vậy sao? Tôi sẽ không tiết lộ kết thúc nữa. Thực ra mọi người đều đã xem Anh Hùng Xà Điêu truyện rất nhiều lần, chắc đều đã nắm được cái kết của nó. Điều tôi muốn nói là ở phiên bản Anh Hùng Xà Điêu Hàng Long Thập Bát truyện, còn có một phương diện khác, bộ phim lấy đề tài từ võ công, những câu chuyện đều xoay quanh võ công. Nhưng nó còn nói về tình yêu nam nữ và khao khát theo đuổi tình yêu của họ. Nó dùng hình tượng Bạch Phú Mỹ cùng với một tên ngốc để nói cho chúng ta tình yêu không phải là một món lợi phẩm. Ngoài môn đăng hộ đối, nó còn là tâm đầu ý hợp. Tình yêu vốn mang một mê lực riêng, nó làm cho Quách Tĩnh từ một người bình thường trở nên xuất sắc, cũng làm cho một người xuất sắc như Hoàng Dung có thể tìm được một hạnh phúc mà cô luôn khao khát. Tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của chúng mình để không bỏ lỡ những điều thú vị sắp tới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.